Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 Tây phải không? 7 Tây tháng 4 năm 2008. Chúng tôi là chương trình bình luận thời cuộc về chính trị và tôn giáo. Tôi cá nhân tôi là mục sư Nguyễn Quang Minh. Trước kia đã dạy trường Võ Bị Đà Lạt và trường Cao đẳng Quốc phòng. Và đã có thời gian là tư vấn cho hãng The Rand Corporation của Mỹ trước khi mà vào quân đội. Và người trong hình đây là ông Nguyễn Mạnh Cường, xưa là nhà báo Nguyễn Mạnh Cường. Ông đã từng làm công tác với nhiều nhà báo tại Việt Nam trước 1975. Hôm nay chúng tôi bắt đầu chương trình mạng đàm hôm nay để mà đưa lên những vấn đề mà chúng tôi vừa mới nghe đọc được trên báo hoặc nghe các đài BBC hoặc là đài RFI. Vâng. Dạ, thưa chào ông Nguyễn Minh Cường, anh Cường hôm nay anh có gì để mà bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, xin mời em. Dạ thưa, vừa rồi là chúng ta nói rằng thì là chúng ta vào ngày 7 tháng 4 rồi. Dạ. Thưa mà cái tình hình Việt Nam và thế giới nó có những cái biến chuyển, nhất là tình hình Việt Nam nó có những cái biến chuyển rất lớn, và tôi có cảm tưởng rằng thì là đây nó là một ngày 30 tháng 4 tại hải ngoại, chúng ta ở cái thời điểm đó. Thành ra 30 năm nay chúng ta vẫn thường nói rằng cái tháng 4 đen, nhưng mà giờ này cho phép tôi có một cái nhìn về ngày 30 tháng 4 năm 75. 30 tháng 4 năm 75, ở ngoài cộng đồng của mình thì mình cứ nói rằng thì là đây là cái tháng 4 ngày mất nước, ngày mất chủ quyền, ngày mà chúng ta cả một cái quá trình đi vào, cả một cái quá trình mà bị cộng sản nó hành hạ rồi thì là chúng ta mất nước tất ngày, cả những trường lâu nay hay gọi là ngày quốc ẩn, vâng, ngày quốc rồi có khi là ngày quốc nhục nữa. Về sau ông Hoàng Cơ Minh thấy rằng thì là cũng không tiện, thì sẽ nói là ngày quốc kháng, ngày quốc gì đó. Nhưng mà cái câu chuyện là và mới vừa rồi đây thì người ta lại đi biểu tình Trịnh Công Sơn, phản đối Trịnh Công Sơn vì 30 tháng 4. Trịnh Công Sơn lên hát cái bài Nối Vòng Tay Lớn. Thưa, cái ngày đó là ngày quốc nhục, ngày đó là ngày mất nước, hay là ngày đó là ngày mang lại hòa bình, hết cái nghiệp khổ của dân tộc. Giờ này có lẽ chúng ta đủ bình tĩnh hơn để mà nói về cái đó. Thưa, tôi cho rằng thì là 30 tháng 4, bây giờ những các cái bí mật của lịch sử đã khui ra hết rồi. Và biết rằng thì là gần 30 tháng 4 đó, thì người Tàu, kể cả người Pháp nữa, cũng định xăm xe vào Việt Nam. Bởi vì rằng họ biết rằng thì là thế giới, nhất là người Tàu, không muốn cho Việt Nam được thống nhất đất nước, được độc lập hoàn toàn. Đó không ạ? Vẫn muốn, cũng giống như là hội nghị Geneva, cũng giống như là hội nghị Paris đó, thì tôi mới thấy rằng thì là chúng ta với cái kinh nghiệm của Kissinger và Lê Duẩn, hai người đó, Lê Đức Thọ và Kissinger, hai người đó đã bí mật bàn với nhau ở Ba Lê, và hai người đó bàn giao với nhau, giao lại Việt Nam cho Cộng sản từng bước một, tức là người Mỹ rút tới đâu, quân đội Cộng sản tiến tới đâu, vân vân. Kể cả tình báo của Pháp, kể cả tình báo của Trung Cộng đều không biết hết. Cho nên đã lừa được cái ngày 30 tháng 4 để mà có được một cái thống nhất cho dân tộc. Và tôi gọi cái đó là ngày dân tộc Việt Nam hết cái nghiệp của 60 năm. Nhiều anh em ở hải ngoại, sau khi nói quốc nhục quốc nhất rồi, thì chúng ta ca ngợi 5 vị tướng, 6 vị tướng, rồi kể cả một vị cảnh sát nữa tuẫn tiết. Thưa, đúng,
cái tuẫn tiếp những cái người chiến đấu dù rằng trong hàng ngũ này hàng ngũ kia, nhưng mà cái người mà chỉ huy cái người gì đó, thì chúng ta chết khi mà chúng ta thua trong cái trận giặc đó, cũng giống như là Hoàng Diệu tuẫn tiếp. Nhưng mà còn cái chuyện tuẫn tiếp nó chưa chắc đã là một chuyện đúng đối với dân tộc, bởi vì rằng thì là tôi không phải là tôi nói nghịch lý tôi quý vị, nhưng mà thử hỏi xem rằng thì là quý vị, những anh em ở lại cả một quân đội nửa triệu người, hơn nửa triệu người mà chỉ có mấy vị tuấn tiết thôi, rồi quý vị nói rằng thì là Cộng sản Việt Nam nó lừa tôi, nó bảo tôi đi mang lương thực đi 10 ngày rồi thì sau đó nó giam tôi 12 năm 12 tháng. Thế thì vậy thì tức là quý vị bị nó lừa, quý vị bị nó lừa. Thế thì thưa quý vị rằng thì là từ đó đến nay, nếu mà quả là cái chuyện tuẫn tiết là chuyện nhục, chuyện tuẫn tiết là một chuyện đáng làm, thì tôi nghĩ rằng thì chúng ta sẽ còn rất nhiều người tuẫn tiết chứ ở trong trại, chúng ta tuẫn tiết chứ. Chúng ta đi qua Mỹ, chúng ta thấy rằng Mỹ lại vẫn giao dịch với Cộng sản. Phan Văn Khải qua, rồi thì là Nguyễn Minh Chiết qua, Nguyễn Tấn Dũng qua. Mỹ nối lại ban giao, ủng hộ cái thằng Cộng sản, kẻ thù của ta. Nếu mà đúng chúng ta nghĩ rằng đây là lúc người Mỹ phản bội, thì chúng ta phải tự tử, chúng ta phải tuẫn tiết. Giờ này tuẫn tiết đẹp lắm, giờ này tuẫn tiết anh hùng lắm. Vậy thì cái sự không tuẫn tiết của quý vị nó có lý do, thực tình là quý vị thấy rằng thì nào nó không đáng tuẫn tiết, thành ra quý vị mới là người double standard. Quý vị có hai vấn đề, không? Chúng ta nói cái điều mà chúng ta không tin, giờ này thì có lẽ không nên lừa dối nữa, và lần này nên trả lại cái sự thật cho lịch sử. Sự thật cho lịch sử là gì? Sự thật cho lịch sử là cái ngày đó là ngày đáng mừng, ngày đó là ngày mà chúng ta hết được cái nghiệp do cái cuộc chiến ủy nhiệm của cả hai bên, chúng ta hết được cái nghiệp đó. Bây giờ thưa, để có lẽ là cũng cho phép tôi trở lại từ đầu, thưa, nếu không có cuộc chiến, không có cuộc chiến, bây giờ chúng ta trở lại từ năm 45 sau đệ nhị thế chiến, thì phe Nhật thua, phe Trục thua, và hoàn toàn với lại bà Roosevelt lập Liên Hiệp Quốc, lập cái tuyên ngôn nhân quyền, tuyên ngôn gì đó, thì hoàn toàn là cả thế giới bừng tỉnh lại dậy, và cả thế giới thấy rằng thì là giờ này các dân tộc được giải phóng. Thế thì giữa cái lúc đó thì cái oan khiên nó đến với dân tộc Việt Nam là cái đồng minh thắng trận và quỷ quyệt nhất trong cái ngũ cường đó. Ngũ cường là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Tàu. Trong đó ba người mạnh nhất là Mỹ, Anh và Nga. Hai cái ông Pháp và ông Tàu thì thua cũng lớn lắm, bị phân chia đất nước. Ông Pháp đó thì là thua ngay ở Paris rồi chạy qua tị nạn ở bên Anglê. Thành ra chỉ có ba cái ông lớn đó, mà cái ông lớn quỷ quyệt nhất, trưởng thành nhất, mưu lược nhất là ông Churchill của nước Anh. Thì ông ấy thấy rằng thì là bây giờ sau thế chiến thế này rồi, mà nước Anh là nước đầy thuộc địa, nhiều thuộc địa nhất thế giới, cho nên nước Anh phải cứu nước Pháp để mà trở về các thuộc địa. Cho nên ngay